Trưa 21 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lương Vĩnh, 43 tuổi, ở quận Liên Chiểu với mức án 8 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Vĩnh có mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Tố Loan, 36 tuổi. Do đó, chị Loan bỏ về ở với mẹ. Vĩnh nhiều lần liên lạc về nhà vợ nói chuyện nhưng chị Loan cự tuyệt. Ngày 5 tháng 10 năm 2018, Vĩnh gọi điện cho chị Loan xem hai quả mìn đánh cá và dọa giết. Tuy nhiên, chị Loan còn thách thức và đòi ly hôn. Nghi vợ ngoại tình bỏ mặt ba con nhỏ cho Vĩnh nuôi, nên khuya 8 tháng 10 năm 2018, Vĩnh uống rượu để lấy dũng khí, rồi giấu hai quả mìn cùng bật lửa trong túi áo khoác đến nhà vợ. Chị Loan đi vắng nên Vĩnh cãi nhau với mẹ vợ. Em vợ Vĩnh là anh Nguyễn Thanh Sang, 29 tuổi, túm cổ áo Vĩnh kéo ra ngoài đường. Cả hai giằng co nên Vĩnh làm rơi ra một quả mìn. Sang tri hô mọi người khống chế, bàn giao Vĩnh cho công an phường. Theo giám định của Phân viện Khoa học Hình sự tại Đà Nẵng, hai quả mìn tăng vật có thể cấu thành vật nổ tự chế hoàn chỉnh, với khối lượng lần lượt gần 150 g và gần 120 g. Nếu nổ sẽ gây thương vong trong bán kính từ 2m đến 5m.